Quay tận dụng đi. Tối về anh bơm thân nhờ. Mình phải tận dụng những cái thời gian rảnh. Ông thu hoạch bí ở đâu ấy? Nhà ông trồng bí à? Bí ngon nhỉ. Thiên lương không à? Nó tắt mẹ máy rồi. Đồ dùng người ra là nhỉ? Nó bán gì à? Con vợ cay nhìn cứ nhìn điện thoại cay con vợ. Mà mỗi lần anh trai map là anh cay con vợ. Trai map chả nhìn cái đéo ấy, chả nhìn đường đi đéo, anh đi bừa đấy. Anh đến nhà chú anh đi bừa mà. Anh nhớ lại lần cũ trước cũ thôi. Anh ở xóm nào nhỉ? Xóm Mít nhỉ? Xóm Mít ạ. Con đi đâu rồi? Em đang ở cây xăng thị trấn ở trên thị trường ạ. Cứ thẳng lên à? Bảo nó đáp định vị cho.